Nay bạn Ken có gì vậy ta? Đồ chơi cát. Đồ chơi cát động lực hả? Trên này có gì đi? Tôm, cua, rùa nữa. Có nhà luôn. Rồi bây giờ con mở đồ chơi cho các bạn xem đi. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở bộ đồ chơi cát động lực cho chúng ta xem nha. Tôm cua cắn dép con còn vậy. Su cắn dép con hả? Ui cái gì đây? Đồ bơm. Đồ bơm gì á? Một cái phao nữa. Cái phao này chứa cát nè. Rồi đây là bộ đồ chơi. Cái này là khuôn nữa bạn. Khuôn nhà, khuôn xe, khuôn con cá nữa. Cái đầu xúc cát và một cái đầu cào cát. Để mình giới thiệu. Rồi đây là mấy cái con dao nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bơm cái bóng lên nha. Đây một cái phao để mình để chơi với cát nè, cho nó sập. Rồi bây giờ mình bơm cái phao này lên. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bơm cái phao lên cho chúng ta chơi nha. Rồi bơm mạnh lên bạn Ken ơi. Nó xẹp rồi, con không bơm được. Bạn Ken ôm bơm yếu đó, nó xẹp rồi các bạn ơi. Rồi xong rồi đó bạn Ken ơi. Trời bơm cực khổ quá, không có đồ bơm, bơm cực quá. Rồi các bạn ơi, xong cái phao này rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cát vào nha. Chào bạn Ken quậy thôi. Rồi bỏ cát vào thôi. Đây là cát. Cát này cát màu xám. Để bà lấy cát màu ra nha. Rồi các bạn, đây bạn Ken có thêm 3 hũ cát hồi xưa mua rồi nè. Rồi bây giờ con bỏ cát vô mình nặng con vật nha. Rồi. Bỏ mát cái màu này ra con nặng nữa. Rồi. Đâu mạnh ra. Mẹ đổ cực. Cứng quá hả? Cứng quá. Ai bị ba bỏ cát cho coi gì cho cứng. Rất cứng dữ à. Rồi một màu rồi, con gom lại đi, bà đổ thêm màu nữa. Mình đổ thêm màu màu vàng đi. Cứng quá, cứng quá Su ơi. Su mới ngứa rồi. Rồi, mình có 3 loại cát nha. Rồi bây giờ mình gỡ cái bịch ra, bịch con vật ra đi. Rồi mình nặng hình con vật nha. Đây các bạn ơi. Rồi giờ mình làm con gì trước? Làm chiếc xe trước hả? Rồi giờ mình nặng chiếc xe trước đi. Rồi đừng có nặng cái này. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ nặng một chiếc xe trước. Xe này là xe lửa nha. Bạn Ken múc cát vô kìa các bạn ơi. Su. Su nó cắt cái móng thư. Su phá. Rồi đi xì luôn rồi, xong luôn. Rồi các bạn, bây giờ bạn Ken là đang múc cát vô. Giờ mình thử mình nặng hình con cá heo này nha. Đây có hình cá heo màu vàng nè. Mình ép thử coi. Ép. Quay ra con cá heo không? Một con cá heo. Con gặp được cái gì ba? Đâu, rồi con đổ ra cho các bạn xem thử. Đổ này. Con đổ vô cái phao này nè. Đây, cái phao này Su làm xì rồi, cắn xì rồi. Rồi, đổ vô cái phao đó đi. Các bạn ơi, bạn kia làm xong một cái xe rồi nè, dỡ lên coi. Một cái xe. Đẹp quá ta ơi. Giờ con làm cái gì? Bây giờ bạn Ken bắt đầu làm chiếc tàu nha. Đây, một cái tàu màu xanh. Một chiếc tàu màu xanh rất đẹp nữa. Su làm gì la dữ rồi con? Phải cái kia con dài đó. Rồi bạn Ken ụp một cái tàu xuống nha.
ập xuống đi. Wow, đây một cái tàu. Wow, cho các bạn xem thử. Đây một cái tàu đây. Ê, đừng có đụng nhau nếu vỡ con đi làm á. Con làm. Rồi, đây một bạn su. Su, su chơi cát không? Buồn á. Buồn á, con cho nó chơi mà. Nó buồn mẹ á. Buồn mẹ nó hả? Dạ, bú á. Thèm bú á hả? À. Rồi. Xong rồi. Cái đó chiếc gì? À, một chiếc xe, mô tô. Rồi, bỏ xuống. Wow, con làm có một màu vậy, con làm màu khác đi. Ê, có con cua nè, với con cá nè. Rồi, bây giờ mình làm cua với cá đi. Con làm cái này xong rồi con làm lá tu. Con ship ra đi, ship ra cho các bạn xem thử. Đây nè các bạn ơi, đây là một cái giá nữa nè. Cái giá này giá xúc cát. À, còn mình có nguyên bộ dao luôn. Wow, mở bộ dao ra thử. Rồi giờ bạn Ken đang con đang làm cái gì vậy? Đang làm con ngựa. À, con làm con ngựa hả? Riếm còn. Và các bạn ơi, bạn Su xích lại chân nữa rồi. Rồi bạn Ken đang làm một con ngựa màu vàng nha. Đúng rồi, đổ ra xem thử. Wow, một con cá ngựa. Ui, đẹp quá ta ơi. Rồi tiếp con làm con gì? Con làm con cá heo. À, bây giờ bạn Ken sẽ bắt đầu làm một con cá heo nha. Ừ, con cá heo màu xanh lá cây. Rồi, bạn Ken không có chơi dao. Rồi, con cá heo màu xanh lá cây sắp xong rồi các bạn ơi. Wow, bằng xử lý bằng Ken kìa, dễ thương ghê không? Con chú trúng tay con hả? Sắp xong chưa bằng Ken ơi? Sắp xong rồi hả? Wow. Ê bằng Ken mà. Ê, rồi bỏ con cá heo ra coi. Wow, các bạn đây một con cá heo nữa. Rồi. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bắt đầu làm một con cá nha. À. À. Ê, Su né ra Su. À, con Su bay vô làm bể cát hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm con cua. Con cua màu xanh lá cây. Xanh lá cây đẹp hơn nữa hả? Nó mình con cua cũng cần ở trong đó. Dù hử con kìa. Anh Su này quậy quá. Rồi xong chưa bạn Ken ơi? Xong rồi. Xong rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi bạn Ken in hình ra nghe. Wow, một con cua. Wow, con cua có hai cái càng to quá. Con cua đó trồng áo con cho lại. Con cua đó hà luôn. À, con Su nó níu cái áo con nó tha đi á hả? Màu vàng. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bắt đầu làm một cái máy bay màu vàng nha các bạn. Đây một cái máy bay màu vàng. Rồi xong rồi, bây giờ mình ảnh cái máy bay màu vàng ra xem. Wow, ý trời ơi, cái máy bay đẹp quá. Làm con cá trước nha. Rồi bây giờ mình làm cho đầy cái phao luôn nha. Mình in hết cho đầy cái phao luôn. Ê Su, trời con Su nó tha cái giá đây rồi. Su nó tha cái giá. Quậy quá, đi đó. Nó cắn cặp, hồi là cày hết cái giá luôn. Rồi con làm đang làm con gì á? À các bạn, giờ bạn Ken sẽ làm một con pháo à, con cá màu vàng. Nó nào rồi không đi băng luôn pháo kia kìa. Ừ, Su nó gặm cái đó hả? Mà cho nó gặm luôn đi. Kêu nó lại mất công phá. Rồi bây giờ sẽ làm một con cá màu xanh lá cây. Wow. Ui, một con cá màu xanh lá cây đẹp quá các bạn ơi. Nó làm màu đầu màu xanh lá cây nha. À rồi bây giờ mình sẽ làm cái tàu lửa màu xanh lá cây.
Đây, mình bằng Ken đã làm một nửa cái phao nè các bạn ơi. Mình chơi, giờ mình chơi cho nó đầy cái phao luôn. Xong rồi. Xong rồi, rồi bỏ cái tàu đó thôi. Một cái tàu màu xanh lá cây. Wow, đẹp quá. Rồi, mình làm tiếp màu nào đây? À, cái đó là đầu cắt đó con. Ừ, đầu cắt cát ra. Nè, mình cắt thử con cá ra xem. Xuống phá rồi. Rồi, bây giờ mình cắt thử con cá bên đây nè. Đó, con cắt thử một con, cắt cái càng cua đi. Không. Con... Không mà hả? Để con lấy. À, cái đó cái gì? À, một cái mũi tên. Một cái mũi tên đập luôn. Rồi, rồi một tên xỉa. Rồi bây giờ mình làm ba làm nữa, làm với ba nữa nha. Ừ, rồi để ba làm phụ con nha. Con làm màu màu xám đi. Ba làm màu vàng nha. Rồi ba làm cái xe. Ba lấy tài luôn. Lấy cái tài. Ba làm được một tay thôi. Rồi đây ba làm chiếc xe nè. Con đang làm cái gì? Làm cái tay. Rồi ba ra đây. Wow, màu cái xe màu vàng đẹp không? Rồi tiếp theo, ba làm thêm cái xe màu xanh đó nha. Ơi, đừng có làm màu xanh lá cây, làm con cua nè. À, con cua màu xanh lá cây mới chịu hả? Con cua màu xanh lá cây con làm rồi đó. Rồi, con cua phải màu xanh lá cây các bạn ơi, chứ làm màu khác mà Ken không có chịu. Chơi chung thì giờ phải nghe lời thôi. Nè. Wow, các bạn, một cái máy bay của bằng Ken đã xong rồi đây. Wow, rồi, con cua. Ê, con cua màu xanh lá cây, vậy mới chịu đó. Rồi con cá làm màu gì? Cá này làm màu gì? Màu vàng. À, con cá làm màu vàng các bạn ơi. Xe làm màu xanh lá cây. Ừ, xe làm màu xanh lá cây, rồi con cá làm màu vàng. Ba màu xanh lá cây chết hết rồi ba. À, tại con làm nhiều màu xanh lá cây quá mà. Rồi, con cá màu vàng ịnh ra đây. Chù, wow, đây con cá màu vàng. Rồi cái xe màu xanh lá cây ịnh xuống. Wow, đẹp quá ta ơi. Cái xe làm cái tàu. Làm cái tàu. Anh à, giờ mình làm cái gì đây? Bỏ rồi. Bỏ rồi hả? Bỏ à, bỏ cái tàu rồi. Rồi bỏ làm lại. Ý, con cá ngựa này ít quá. Giờ cá ngựa làm màu gì? Cây. Cá ngựa màu xanh lá cây hả? Ừ. Rồi xanh lá cây sắp hết rồi. Lấy cái há đi, màu quặng bị nhiều hơn. Thôi chút mà hết xanh lá cây mình làm màu hồng, mình có màu hồng nữa kìa. Xu 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 quậy quậy quậy. Rồi ấn ra đây một con cá ngựa màu xanh lá cây. Xu này nó quậy quá, à, nó cắn xì cái phao đó rồi. Cái đầm con cá hả? Quậy quậy, đau nó con. Đừng cái đèn đó. Ê ê ê, cho nó đi qua đi, cho nó đi qua đi, nó đâu đạp đâu. Rồi đạp luôn hả? Rồi các bạn ơi, trong thời gian làm xong thì giờ đạp luôn rồi. Đạp bể hết luôn rồi. Rồi đạp bể hết luôn rồi hả? À, vô cái màu há cây luôn rồi. Rồi hai cái màu dính nhau luôn rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là video đến đây đã hết rồi nghe. Rồi. Ba chơi lại đi ba. Rồi con chào các bạn đi. Chào các bạn, hẹn các bạn video lần sau. Chào. Bye bye.